IET Show xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Lần đầu tiên Tisu xin kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị các bạn, chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Hôm nay thì Tisu mời cả nhà mình du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với Tisu ra một cái hướng ngoại thành ở Phan Thiết, đó là ở Mương Máng. Tisu đang đứng ở chợ Mương Máng này. Thì trong cái video clip, ôi gió quá trời, nó mới vừa ngã cái dù cả nhà mình. Trong cái video clip này, Tisu sẽ mời cả nhà mình đi dạo với Tisu ở Mương Máng và đi trên một vài con đường ở Mương Máng này, với lại mình đi đến ga Mương Máng ạ. Chợ này mình mở từ mấy giờ sáng chị? Đông không? Vắng hả? Mùa này chắc vắng hả? Hay là lúc nào nó cũng vắng như vậy? Dạ, có bữa ha, có bữa vắng, có bữa đông cả nhà. 7 giờ là có chợ rồi. Chợ này thì đi bắt đầu từ ngã 2 đi vô hơi xa. Ê, từ ngã 2 Hàm Mỹ đi vô đây khoảng 7 cây. Em cảm ơn nha. Rồi 7 cây số cả nhà mình. Chợ Mương Máng. Mình sẽ đi vòng ở trong chợ, đi từ vòng bên trái sang bên phải. Hàng trái cây. Chợ nhìn cũng vắng cả nhà mình ha. Không, tại nhiều khi chợ này là chợ cũng rộng á. Khá là rộng so với ở trên khu vực ngoại ô Phan Thiết, nên là mình thấy mỗi một cái hàng cũng ít ít người mua, nhưng mà nếu mà gom gom lại thì chắc cũng là lượng khách cũng nhiều, tại vì người dân ở trên này thì khúc ở trên kia họ cũng xuống dưới này họ mua. Đây thịt heo. Thịt heo nè cả nhà. Heo. Ồ, xay cái này mua về chắc bán hàng á ha. Đó ha. Mới mua nhiều vậy à, bán phở đúng không? Này mua về bán phở. Thịt heo. Ê, bay à. Đây là bán quần áo đồng phục, quần áo học sinh. Tisu đi vô đây coi thử. Đây là hàng quần áo của nhà mình, trong khu vực này là hàng quần áo. Này hàng chợ thì nó rẻ thôi, nó cũng giá mềm ha. Này cũng giá mềm thôi. À, mua xong rồi sửa đồ chờ lấy luôn nè cả nhà mình. Này sửa quần áo luôn nè. Công sửa trên này nhiều tiền không chị? Khoảng mấy chục. Một cái áo mình cắt như vậy thì bao nhiêu tiền ạ? Tùy theo mà, tùy theo giá nha. Dạ. Không có ra cái nào giá chung ha. Này là đang cắt lai hả? Đang lên lai tay hả chị? Chợ này thì chắc chắn cũng sẽ có hải sản thôi. Mình cứ đi vòng vòng ở đây xong rồi mình mới đi vòng ra hải sản mình coi sao. Này là con ruốc này cả nhà mình, ruốc này mình hay ăn bánh tráng trộn là người ta hay vô cái màu đỏ đỏ đó, nhưng mà thường của nó phơi khô là nó màu vàng này. Cái này là bào dừa. Dạ chị. Đang quay cái bào dừa. Bán một cái máy bào dừa vậy là bao nhiêu tiền chị? Không biết được gì à. Hả? À mình. Nước dừa tươi đẹp quá. Quay rót cái quay, quay quay bị nè. Đây rót nước dừa tươi nè cả nhà. Này mua về nấu gì hả vậy? Kho cá. À, ô kho cá mà kho bằng nước dừa là xịn lắm à. Người bán nước dừa được lên tivi. Được lên tivi. Được lên tivi. Phải lên tivi, bịt cái khẩu trang ngay. Tivi. Mình đi vô trong cái góc này là quần áo. Hàng chợ thì kiểu gì giá gì cũng có hết cả nhà mình.
dễ mua, hàng rẻ, quẹo lựa, quẹo xài. Qua đây coi cá gì. Cả nhà cá thì rất là tươi nè. Cái này ở trên buồng máy nhưng mà nhìn cá rất là tươi, tươi cứng luôn á. Lăng tiêu hả? Cá đó cái gì hả chị? Lăng tiêu, còn cái này thì đó, cái bạc má, tiêu. Bạc má là 60. Lăng tiêu thì nhỏ hơn. Dạ, lăng tiêu là nhỏ. Này mua về nấu gì cô? Canh kho, canh, à, canh chua, lá me, à, cá ngon kìa ha. À, con cá ngon dễ sợ, tươi cứng à. Bên này cũng tươi nè, hàng cá cô này tươi nè. Cá chim nhỏ hả? Cá ngừ. Mình đi tiếp lên trên này coi một cá ở trên này là bán cá ngừ. Người đó bán con hay bán ký hả gì? 40 ký. À 40.000 ký cả nhà. Rồi thì cần á. Rẻ. Dạ rẻ. Ở đây giá trị của tôi ở nó bán 80 ký bà bào. Dữ vậy đó. À ở bà bào ha. 8. Ủa mà sao bà bào mà cô qua đi đi chợ? Tôi đi mắm biệt ở dưới khu hội á. À, con gái ở đây luôn vậy. Dạ mới vòng lên trên đó lại ha. Dạ. Ví dụ mình không có để ý đàn mua trên đó. Dạ dạ. Dạ. Trên đó bà bào thì xa hơn, đem lên xa trong chở đồ các thứ. À. Cô mài dao bằng cái gì vậy? Cái đồ bào á hả? Có đồ mài á hả? Hay á ha. Mài này kiểu này thì cắt cá nó mới ngọt thôi con cá được. Lấy cá nó mới ngon. Đó, ở đây rất sạch, rửa tay luôn này cả nhà, mình làm sạch xong bây giờ là cắt. Ngon chưa? Con đó là mình mua bao nhiêu tiền hả gì? Con đó 40.000 à hả? Ồ, ngon quá hả? Ngon. Từ cá tươi. Về nấu gì á gì? Khoai tây ớt hả? Dạ. Ăn bún hả? Ăn cơm. Bún đồ ngon. Dạ. Bún cơm. Bỏ miếng xoài bầm rau sống nữa. Bãi sái luôn. Thì cá dê này cả nhà mình 25.000 ký. Làm rồi thì là 30.000. Mà chưa làm thì 25.000. Bên này là bán cá bớp, đầu cá bớp, cá nục. Này là cá dứa này cả nhà. Cá dứa này nhiêu ký hả chị? Này cá dứa này cả nhà mình làm xong. Quay thoải mái luôn. Cá dứa, cá cam. Cá cam, cá bả trầu này cả nhà mình. À, cá ngừ. Cá này là có. Này là có nè. Còn này là cá dê nè. Này cá cam này cả nhà mình. Thì cá này là để cá mối này cả nhà mình, cá mối ướp xả. Cá nhồng. À cá nhồng cả nhà. Đầu cá hồi nè. Cá dứa nè. Cá này cũng cá đỏng luôn hả vậy? Hả? Cá gì? Róc. Róc à, cá róc. Cá gì? Ở đây chợ nói chung là họ bán. Ở trên này là bán mặt tuột càng không lắm.
hay làm cá. Cá đã về phơi khô hả chị? Có. Chế làm cái gì? Nấu 45 nấu canh rồi. À. Nó là con cá gì đó? Cá nhồng hương. À, nhồng hương. Cá tư á ăn. Nay chị mua nhiêu 1 ký? 55 nghìn. Nhầm hương cả nhà về nấu canh, canh cà ha. Dạ. Đây là gà vịt nè. À, có con ngan nữa nè cả nhà, con ngan. Đem ra là 101 nè, 100 đi. Mua về nuôi. Dạ, mua về nuôi ạ. Mua về nuôi. Về thả vườn ha. Nếu mà gà Bình Định là không nuôi được cả nha. Mua có bảo hành luôn này cả nhà. Bảo hành luôn. Gà ta ăn ta đấy bắt ăn ào. Con này về nó to, con nhỏ ha. Gà nồi ha, cái này là gà nồi. Là cây nồi á, nó ngon, nó chắc thịt. Cây nồi. Con gà luộc lên nó có mỡ, nó ráo hổi à, chặt nó ngon như gà ta luôn đồ, ở đây gà nồi vậy đó. Gà này ở đâu? Gà này ở nhà em nuôi. Nhà em nuôi hả? Dạ, ở nhà em nuôi mà em mất tiền rồi, em bắt em bé, em thả chuồng mà. Nó không phải là gà Bình Định vô đúng không? Không. Nhà em bỏ bắt nó ăn nãy giờ đó, thấy không? Đói mà ăn vô. Đói mà gì nó ăn hết. Đâu có gà này chứ, chị đi quán đi 1 ký hả? Có 3 con. Chị bán 101 mua 100 rồi nè, có nhà ta mua 100 ký rồi bán 101 nó bị mất ký. Này nước sâm này cả nhà, mua nước sâm. Đây nước sâm. Hộp é hả? Cái này là gì chị, mũ chôm hả? Hải cơm. À mũ chôm, đường đường nha, cái này là hạt. Ủa sao sạch, sâm quá trời bị, cái này là gì? Su sa. Nhãn nhục hả chị? Nhãn 8. À nhãn 8. Một ly 10 ngàn. Ủa chợ mình khoảng mấy giờ là đóng cửa chị? Bán tới 11, 12 giờ. Ờ, à, là chợ là mình thôi chứ còn chợ là cũng vậy luôn hả? 11, 12 giờ mới tan ha. Cháo đây nè. Cháo lòng. Lâu quá giờ nghèo quá nè. Cháo. Cháo lòng. Đúng rồi, từ dịch mới giờ luôn á. Dạ, đúng rồi. À, Tisu đi ra lại ở phía trước đường rồi cả nhà mình. Bây giờ thì Tisu sẽ mời cả nhà mình đi dạo một chút xíu ở các con đường ở khu vực Mương Máng này. Ây, quẹo lụ, mình phải lùi lại. Ây, ây. Đây là xe sầu riêng nè. Thôn Đại Thạnh, xã Mương Máng cả nhà mình. Đây là sầu riêng. Sầu là sầu riêng chứ không có sầu chung nha cả nhà mình. Nỗi sầu của ai người đó tự biết. Giống như là ăn cơm mà no bụng no đến đâu thì ai đó cũng tự biết, chứ người ta không có no giùm cho mình đâu ha. À, Tisu sẽ đi dọc con đường này một chút xíu, xong rồi mình đi xuống ga Mương Máng. Bên này bán cơm tấm. Nếu mà mình đi lên, đi thẳng nữa là lên cái khu của người đồng bào ở cả nhà mình, đi thẳng thẳng hoài lên trên Mương Máng, đi thẳng lên sát núi luôn. Hồi nãy khi mà Tisu đi từ ở dưới Phan Thiết chạy lên này thì một cái đường ở cái khúc Mương Máng này họ đang làm, cho nên là nó hơi bụi một chút xíu với lại sỏi nhiều. Trước khi mình ôm cái góc cua mình đi qua bên ga Mương Máng, thì ga Mương Máng khi mà cả nhà mình đi đi từ các tỉnh thành khác, từ miền từ Sài Gòn nè, rồi đi ra các tỉnh miền Trung, ra các tỉnh miền Bắc, thì mình bắt buộc là mình phải đi ga Mương Máng để mình đi
ra những cái tỉnh đó. Còn nếu mà mình đi chỉ duy nhất từ Phan Thiết, Sài Gòn và chặn ngược lại thì mình đi ở dưới ga Phan Thiết. Hai cái ga này nó khác nhau, nằm cách xa nhau, chắc khoảng chừng 7 cây số. Hay, đến đây là cái đường ray xe lửa nè. Đây là đường ray xe lửa, chạy hướng này là về lại Phan Thiết. Đoạn đường này họ đang đổ sỏi này cả nhà, đi cái này rất là dễ bị trượt bánh xe, nguy hiểm, đi từ từ thôi. Hôm nay là con đường mình sẽ bắt đầu từ cái đường sỏi đó, mình rẽ bên tay phải là mình sẽ đi vào ga Mương Máng, còn mình đi bên tay trái thì mình sẽ rẽ về hướng Phú Hội, Hàm Hiệp. Này cả nhà mình thấy góc ở quê ha. Cây me rất là to, rồi có cái ghế đá, rồi có cái nhà đi thi xu. Nhìn những cái cảnh này nhớ những cái căn nhà ở quê ngày xưa. Đây mùa hè cho nên hoa phượng vẫn nở, dừa này, dừa miền Tây giống ngắn, dừa sim lùng, cây keo. Mình đi thẳng vô là ga Mương Máng. Từ ga này mà về lại Phan Thiết thì mất khoảng chừng, thì Xu nghĩ là mất khoảng chừng 14 cây. Đây nhà trẻ. Cây này là cây gì? Cây đó là cây gì? Cây đó mình có thể chiên bột ăn được á. Sake cả nhà mình. Thì trước ở ga mình gọi là ga Bình Thuận cả nhà mình. Còn ga dưới kia là Phan Thiết, ga Bình Thuận này là ở trên Mương Máng. Ga Phan Thiết thì nằm ở ngay chỗ đường đi lên Phú Hội. Trước đây thì có những cái hàng ăn. Người ta bán cho những cái người mà xuống ga xong đói bụng mình ta ăn. Đó, xe taxi thì chờ để chở khách về. Nếu mà mình từ Sài Gòn thì mình không có xuống ga này đâu, mình xuống ga Phan Thiết ở ngay Phố Hội á, thì ngay Phố Hội đó đi một đường thẳng là đường Lê Duẩn là tới, thì cách khoảng chừng 5 cây thôi. Dạ thưa cô chú anh chị các bạn, hôm nay Tisu mời cả nhà mình đi Mương Máng cùng với Tisu đi chợ, đi con đường và lên cái ga Mương Máng này. Cũng là những cái hình ảnh khá quen thuộc đến những cô chú anh chị các bạn ngày trước sống ở xa quê. Và mình sẽ di chuyển ở Phan Thiết đi tỉnh này tỉnh kia thì nó cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Tisu quay lại những cái hình ảnh này thì Tisu xin phép dừng lại cái video clip này ở đây. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc đến mọi người và mọi nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã luôn đồng hành cùng với Tisu qua màn ảnh nhỏ mỗi ngày vào lúc 14 giờ và đã nhớ bấm like, comment ủng hộ cho Tisu. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.